Mỹ Tâm và em Chi siêu mong quý vị và các bạn rất rất nhiều. Siêu mong và xin chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Và xin phép chào cô ông chú ạ. Và xin phép ạ. Xin chào quý vị. Cảm ơn chị Mỹ Tâm. Một tràng vỗ tay thật lớn nào mọi người ơi. Quá là ngọt ngào luôn chị Tâm ơi. Nhìn chị Tâm nè. Để em dìu chị vô. Đó. Tới sáng luôn đó. Cảm ơn chị Tâm rất là nhiều ạ. Công nhận lúc nào chạy xuất hiện cũng ngọt ngào luôn các bạn. À, dễ thương quá. Còn bây giờ sẽ là